đến với kênh Người kể chuyện. Mời các bạn nghe tiếp phần 26. Tác phẩm Gái họ Vương của tác giả Bùi Ngọc Phúc qua giọng đọc của Phạm Giang. Dù vào Sài Gòn được 4 ngày, nhưng Hoàn chưa có thời gian để chạy tới cư xá Nguyễn Văn Trỗi bên quận Phú Nhuận, bởi vì cô phải tháp tổng giám đốc đi đàm phán với đối tác, ghé tham quan nhà xưởng của họ trước khi hai bên chính thức ký hợp đồng hợp tác làm ăn thông lệ ở đây không như ngoài bắc nhiều cuộc họp chính thức được diễn ra ngay trên bàn tiệc sau đó việc ký kết tại trụ sở công ty phần nhiều mang tính thủ tục trước mỗi buổi làm việc với phía đối tác hoàn phải dịch tài liệu từ tiếng anh sang tiếng việt đây không chỉ là chuyển ngữ thông thường bởi có khá nhiều từ chuyên môn khiến cô vất vả hơn. Đợt công tác đã gần đến ngày về, rất may mọi việc diễn ra thuận lợi đúng kế hoạch, bởi thế từ giám đốc cho đến trưởng phòng đều lộ rõ vẻ vui mừng. Cô sẽ phải phiên dịch cho giám đốc vào buổi ký hợp đồng với tổng giám đốc là người nước ngoài. Tranh thủ chiều cuối tuần, lúc các sếp được bên đối tác mời đi chiêu đãi massage, đây là món khá mới mẻ ở ngoài Bắc nhưng ở trong này không hiếm vương hoàn dành mấy tiếng thăm thành phố sôi động bậc nhất cả nước sau đó cô quay về khách sạn đưa tờ giấy ghi cư xá nguyễn văn trỗi cho bác xe ôm hay ngồi đón khách ngay gần đó sau một hồi lạng lách chạy vòng vèo cuối cùng bác xe ôm dừng trước trung cư nơi vương thiện đang thuê trọ biết giờ này cậu em trai chưa về hoàn hỏi một người bán bánh mì về cơ sở dạy làm tóc và trang điểm bởi cô đoán thiện chỉ học quanh đây cho tiện việc di chuyển. Theo chỉ dẫn, Hoàn đi bộ hơn 500 mét đã tới. Đứng trước tấm biển có tên nửa Tây, nửa Ta, Thanh Phong, Hè, Salon. Hoàn nhìn vào bên trong, thấy Thiện đang ngồi trên ghế. Ngồi đối diện có một cô gái đang kẻ vẽ khuôn mặt cho Thiện. Ở bên cạnh, có hai cô cậu thiếu niên tập tỉa mái tóc già, chụp trên đầu một mannequin. Cô biết mình tìm đúng trung tâm dạy trang điểm và làm tóc nơi em trai đang theo học. Không muốn thiện bỏ lỡ buổi học, Hoàn ngồi ngay vỉa hè rồi gọi cốc cà phê đợi thiện. Tranh thủ lúc quán cà phê bệt vắng khách, cô bắt chuyện hỏi thăm về Thanh Phong He Salon trước mặt. Bà chủ hay chuyện cho biết, tiệm làm tóc Thanh Phong có từ trước năm 1975, nhưng quy mô không lớn. Sau giải phóng, Tiệm vắng khách nên hoạt động ẻo uột. Tới cuối năm 1990, khi gia đình ông bà chủ xuất cảnh sang Mỹ, người giúp việc lâu năm được truyền nghề đã nối nghiệp. Đúng thời điểm này, việc làm ăn bắt đầu khởi sắc nên tiệm có quy mô như hiện nay. Là người nhạy bén trong kinh doanh, bởi thế người chủ mới mở thêm màng đào tạo, dạy nghề cho những ai có nhu cầu. Người theo học đến từ các tỉnh miền Tây, thậm chí tận ngoài Bắc cũng vô để theo học. Theo bà chủ quán cà phê nói vậy, Vương Hoàn không thấy ngạc nhiên, bởi ngoài Hà Nội nhiều người vào Sài Gòn học vài tháng hoặc chính người Sài Gòn ra Hà Nội kinh doanh, bao giờ họ cũng lấy biển hiệu đặt tên mình kèm chữ Sài Gòn, kiểu như nhà may Trương Sài Gòn hay tiệm làm đầu Thúy Eva Sài Gòn. Ở Sài Gòn một tuần, Hoàn phát hiện trong này nhiều nơi treo biển phở Hà Nội hoặc bún thịt nướng Hà Nội. Đúng ra phải gọi là bún chả. Sự giao thoa giữa các vùng miền mở ra cơ hội cho nhiều người, bởi thế thiện dám một mình nam tiến là điều đáng mừng. Đúng 8 giờ tối, nhìn thấy em trai cùng cậu bạn rời chỗ học nghề, hoàn thanh toán tiền cà phê rồi bước tới gọi tên. Nhận ra người dạy học cho mình ngoài Hà Nội thiện mừng rỡ trò chuyện tiếu tít vương hoàn đưa tay chỉ quán hủ tiếu trước mặt cô mời em trai cùng bạn vào đó ăn tối luôn không học trang điểm như ban đầu thiện nghe kinh nghiệm của các anh chị ở đây nên xin học luôn làm tóc bởi hai việc đó liên quan mật thiết với nhau chỉ tay về phía một thằng bé còi cọc đang quét dọn trước cửa thanh phong hair salon thiện kể cho hoàn biết thằng đó ban ngày đi bán dạo tối nó xin phụ bà chủ quét dọn để học nghề miễn phí. Nó siêng học, siêng làm, vì thế ai cũng quý mến. Thiện khoe đã cắt tóc thành thạo. Ba tháng đầu, chủ yếu cắt tóc già trên đầu mà canh. Sau đó, các học viên tự tỉa tắt cho nhau. Khi đã quen tay, sẽ tập uốn, gội, sấy tóc của các bạn nữa. Ngược lại, khi học trang điểm cũng vậy. Khi thực hành, Tất cả đều thay nhau ngồi cho bạn tô vẽ và trát phấn. Thấy em trai vui vẻ, hoàn nhẹ nhàng hỏi. Em có hối hận về lựa chọn của mình không? Chắc chắn là không, bởi em hỏi kỹ anh Toán ở gần nhà ba trẻ thơm. Chính anh ý cho em địa chỉ và bức thư giới thiệu. Thiện trả lời một cách tự tin. Biết em trai đã đi đúng hướng, hoan mềm cười, đưa cho Thiện một phong bì mẹ em nhờ chị nói thông báo mọi người ở nhà vẫn khỏe đây là tiền mẹ em gửi để chi tiêu hãy chịu khó học thành nghề rồi sớm quay về hà nội hoàn chỉ tiếc do bận công việc nên không gặp được thiện sớm hơn bởi ngày mai ký kết xong hợp đồng cô sẽ quay ra hà nội vào đầu giờ chiều biết mình không gặp em trai vào ngày mai được hoàn động viên có thể chị sẽ bay vào sài gòn thường xuyên hơn Lúc đó, chị em mình có thời gian nói chuyện tiếp. Trước khi chia tay, Thiện mạnh dạn hỏi Hoàn. Sao chị lại tốt với em như vậy? Em xem lại, mình mang họ gì là biết ngay thôi. Nói xong, Hoàn vẫy một bác xe ôm gần đó, quay về khách sạn bên quận 1. Về đến Hà Nội được một ngày, Hoàn không vội đi làm ngay. Cô tắm giặt, ăn sáng rồi phi xe xuống ấp Thái Hà trước tiên. Quán nước, lúc 9 giờ đông khách ngồi uống nước và hút thuốc lào. Mọi người đang bàn tán xôn xao về một vụ đại án nào đó, bởi hoàn thấy một người đàn ông cầm tờ an ninh thủ đô trên tay, rồi say sưa nói. Đưa trả lại cho người tình năm xưa của thầy mình chiếc nhẫn vàng, hoàn giải thích ngắn gọn. Em thiện, vừa học, vừa làm, nên đủ tiền chi tiêu, cô giữ lấy để sau này phòng khi cần đến không có thời gian để chuyện trò hoàn xin phép đến công ty không muộn giờ làm nhưng thật ra cô biết đã muộn làm hơn một tiếng rồi chạy xe trầm chậm dọc con phố tây sơn dù biết sáng nay có cuộc họp quan trọng nhưng hoàn lờ đi không bận tâm bởi cô nhận thấy nhiều vấn đề sau chuyến công tác miền nam năm ngoái khi hết ba tháng thử việc tại công ty mặc dù đã nỗ lực hết sức nhưng hoàn chưa thấy sếp đà động gì đến việc ký kết hợp đồng lao động dài hạn điều này khiến cô cảm thấy không vui tháng trước ngồi ăn bún ốc cùng một chị đồng nghiệp lớn tuổi chị này cho hoàn biết có người làm đến ba năm vẫn trong tình trạng không rõ ràng như vậy ai chấp nhận được sẽ được sếp cân nhắc tuy nhiên người đó phải biết điều lúc hoàn rẽ sang phố tràng tiền cô nhìn thấy nhà hát lớn của hà nội sau một thời gian tu sửa đã khoác lên mình một diện mạo mới dọc các con phố treo các biểu ngữ chào mừng hội nghị thượng đình pháp ngữ nhìn những dòng chữ bằng tiếng pháp ký ức về lúc còn là cô bé học sinh cấp một trường làng hoàn đã tự tin nói tiếng pháp với chuyên gia của unicef cô nhớ lại cảm giác sung sướng khi khệ nệ bưng chỗ quà của ông chủ tịch huyện trao tặng về cho u của mình, ngày đó cô là niềm tự hào của trường cấp 1 của cả làng vì sự thông minh tài giỏi của mình. Vậy mà bây giờ, một chỗ đứng trong công ty còn bấp bênh. Thời gian trôi nhanh, giờ đây hoàn cảm giác mình là một người đang đứng ở ngã ba đường, hiện chưa rõ đích đến hoặc đi tiếp hay dừng lại. Vừa nhìn thấy Hoàn ló mặt vào, bà trưởng phòng cầm một tập tài liệu ném ngay xuống bàn. Bà mắng cô như tát nước. Cô làm ăn kiểu gì mà gần 10 giờ mới dưỡng dẹo đến công ty. Sáng nay họp những tài liệu chưa dịch được chữ nào. Lương thì vẫn lĩnh đều mà cô không thấy số hồ sao. Hoàn cầm tập tài liệu đặt mạnh xuống bàn của bà trưởng phòng. Cô bình tĩnh nói. Tôi đi làm, bỏ công sức, nên công ty trả lương là xứng đáng. Đó không phải là tiền của ba, sao tôi phải xấu hổ? Nếu ngồi ở vị trí trường phòng, nhận lương cao nhưng làm việc không hiệu quả, lúc đó tôi sẽ xấu hổ vô cùng. Mặt cho bà trưởng phòng trợn mắt vì tức giận, hoàn quay gót bước thẳng sang phòng giám đốc, bởi trong mắt cô, bà trưởng phòng chỉ là kẻ nói nhiều hơn làm, đã vậy không có thực tài. Ngày xưa hồi còn học tiếng Pháp ở làng, cụ giáo thìn hay nhắc cô. Thà làm tớ thằng khôn hơn làm thầy thằng dại. Nhưng cô thấy, làm tớ cho thằng dại còn khổ hơn nhiều. Bước vào phòng giám đốc, hoàn mở túi sách, lấy tờ đơn xin thôi việc, đặt lên bàn. Cô lễ phép nói. Báo cáo giám đốc, em xin vào công ty làm việc từ tháng 9 năm ngoái đến hôm nay vừa tròn 11 tháng 5 ngày. Nếu trừ 3 tháng thử việc, như vậy còn lại 8 tháng em đi làm không có hợp đồng, trong khi khối lượng công việc và trách nhiệm còn nhiều hơn các nhân viên kỳ cựu. Hôm nay em xin phép giám đốc, em chính thức người việc để tìm chỗ khác phù hợp và có cơ hội thăng tiến. Hoàn nhấn mạnh, theo luật lao động quy định, em sẽ phải thông báo trước ít nhất một tháng nhưng vì công ty không ký hợp đồng ràng buộc bởi thế em nghỉ luôn bắt đầu từ ngày hôm nay vị giám đốc không ngờ trước quyết định đột ngột của hoàn ông réo gọi kế toán chọn hợp đồng để giữ chân cô bởi sắp tới công việc tiếp xúc với đối tác nước ngoài rất cần người như hoàn đặc biệt cô lại sử dụng thành thạo hai ngoại ngữ khi cầm tờ hợp đồng lao động đã có chữ ký của giám đốc và dấu đỏ của công ty hoàn gây bất ngờ khi từ chối ký mặc dù mức lương cùng nhiều khoản ưu đãi được đề cập cụ thể trước sự ngạc nhiên của giám đốc hoàn nói thẳng em vừa xin ứng tuyển vào vị trí trường phòng ở công ty khác bởi vậy em sẽ không làm nhân viên quen tại công ty mình còn ba ngày nữa sẽ đến hẹn phỏng vấn tùy giám đốc cân nhắc và quyết định ngồi bó gối trên chiếc trọng tre lão doãn nhìn ra mặt đầm với nhiều suy tư sau lão nhớ lại một tuần ăn cháo còn giọng nói phều phào bởi mất bốn chiếc răng cửa sau đó lão được lắp mấy chiếc răng giả với một khoản tiền không nhỏ ngồi nghĩ lại trận đòn thù dữ dội đến bây giờ lão vẫn cảm thấy rùng mình kinh sợ bởi thằng chồng con đĩ thà không buồn đôi co nó lao vào phang lão một trận như tử. Hôm đó, bị dính những quả đấm tối tăm mặt mũi, lão tường phải bò mạng ngay tại chỗ. Giả man nhất chính là thằng đó cầm điếu cày, vụt thăng vào mặt. Đòn cuối cùng khiến lão rụng mất mấy chiếc răng. Lúc đó, máu mồm máu mũi làm cho lão đồ gục. Giờ đây, bình tâm nghĩ lại, lão thấy việc bắt tay cùng nhà chồng cũ của con đĩ thà là đúng. Hồi xưa, nếu không làm rùm beng mọi việc, khéo giờ đây ghế chủ tịch xã cho thằng chăn lợn đàm trách không chừng. Sau bữa sáng cho cá, cho vịt và cho lợn, gã bắt đầu thưởng thức bữa sáng của mình. Rót chén rượu thuốc, lão doãn ăn bát bún sáo mang trước cho ấm bụng. Sau đó gặm cổ cánh, rồi tợp một chén để tiêu sầu. Nghĩ đến việc đi đi về về trên huyện làm răng khiến lão quên bén mất vụ dùng mỹ nhân kế gài bẫy thằng chăn lợ. Bằng trực giác của mình, lão tin con bớp bần hay ngồi đón khách ở quán nước nhà mụ vệ ngoài thị trấn sẽ hoàn thành việc được giao bởi môi chai là nghề của nó. Đầu giờ chiều không mò ra quán nước bà Thìn do bận chăm lũ cá dưới đầm, đám gia súc ra cầm trên bờ bởi thế lão doãn phám trả mạng ngồi độc ẩm. Mùa thu báo hiệu sắp đến vụ thu hoạch cá lão hy vọng vụ này sẽ tiếp tục thành công để quên đi những chuyện xui xẻo có lẽ chỉ có tiền mới khiến người ta quên đi những chuyện không hay tiền là liều thuốc ăn thần tốt nhất để xoa dịu mọi nỗi đau lão doãn tin chắc như vậy nghiêng ấm rót trà ra chiếc chén màu da lươn lão doãn nhớ đến mấy câu thơ của cụ tú sương do cha lão ngày xưa hay ngầm ngà. Một trà, một rượu, một đàn bà, ba cái lăng nhăng nó quấy ta, chưa được cái gì hay cái nấy, có chăng chừa rượu với chừa trà. Đang ngồi thưởng trà, nghe nhạc vàng từ chiếc cassette do con trai đưa ra để cho lão đỡ buồn. Bất ngờ mụ hợi từ bên ngoài chạy vào, Nói dồn dập với lão bằng vẻ mặt đầy xúc động Ông Mau về nhà ngay có việc Bố thằng cò đã xuất hiện Nhận con trai rồi Như vậy Cô em gái ông đỡ mang tiếng bấy lâu Tôi chạy vội nên mệt quá Lão Doãn kinh ngạc hỏi lại Nhưng đó thằng nào vậy Mất tâm mất tích bao năm sao tự dưng lại mò tới nhận con? Mụ hợi ngồi phịch xuống chõng vì mệt, mụ nói trong hơi thở gấp. Con trai của người ta, thì người ta nhận về, việc này sao cấm cản được? Nhưng bố thằng co là ai? Mụ hợi mệt rũ người nên không buồn trả lời. Mụ vẫy tay, ra hiệu cho chồng về khu phố chợ. Thầy lão doãn chưa chịu nhấc mông, mụ khẽ gắt. Ông mau về đại diện cho họ phàm Để con thưa dăm câu ba điều Lão Doãn vội thay bộ quần áo tử tế Ngắm mình trước gương Lão cảm thấy hài lòng Bởi có bốn chiếc răng giả Khiến lão nói năng tròn vành Rõ chữ hơn trước Đường từ đầm nuôi cá Về khu phố chợ không xa Nhưng lão vẫn cố rào chân Bước thật nhanh Bởi lão đoán ngay Kẻ tăng tiệu với em gái mình là tay thẩm bác sĩ trên bệnh viện huyện nơi em gái lão năm nào cũng lên tập huấn nghiệp vụ. Công việc những tháng cuối năm khiến Hoàn bị cuốn đi, sau khi dành 4 ngày khảo sát các vùng nguyên liệu, cô tiếp tục đi tới các làng nghề đi kiểm tra chất lượng và ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm của họ. Điều dễ nhận thấy ở nhiều nơi là sự làm ăn mang tính nhỏ lẻ, và tự phát nếu công ty đặt một số lượng hàng lớn họ sẽ không đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu bằng sự quyết đoán của mình hoàn yêu cầu tăng cường khâu kcs mới cho nhập hàng bởi sự dễ dãi nhiều khi đẩy bà con ở các cơ sở chạy theo số lượng bỏ qua yêu cầu về chất lượng mặc dù đảm nhiệm công việc trưởng phòng kinh doanh chưa được bao lâu nhưng hoàn muốn những người còn đố kỵ với cô phải tâm phục khẩu phục dù cường độ làm việc choán hết thời gian nhưng hoàn vẫn thu xếp theo học đại học hệ tại chức ngành quản trị kinh doanh bởi cô biết tấm bảng tiếng anh cần thiết nhưng chưa đủ khi làm việc với các đối tác nước ngoài bởi họ là những người có kiến thức và dày dạn trên thương trường đi làm từ sáng đến tối hoàn không ngờ lại đến mùa cưới bởi mỗi lần về nhà nhìn thấy tấm thiệp hồng của đám bạn cùng lớp tự nhiên hoàn thấy chạy lòng đôi chút do tham công tiếc việc nên cô vẫn lẻ loi đi về không người đưa đón có một vài lần hoàn nề bạn nên thu xếp tới những buổi giao lưu gặp mặt ở đó bạn cô hay được giới thiệu một vài anh chàng bởi đám bạn hy vọng rằng sẽ hợp tính cách và chinh phục được hoàn tuy nhiên những buổi gặp mặt như vậy khiến hoàn tin vào một chữ duyên bởi cô quá thông minh nên chỉ vài câu chuyện mang tính xã giao hoàn đã nhanh chóng đọc vị được các ứng viên ngồi đối diện có một chàng bác sĩ đẹp trai nói sơ qua đã biết anh ta thuộc nhà gia giáo có học thức tuy vậy tính gia trường ẩn đằng sau vài điền trai lịch lãm khiến hoàn thoáng rùng mình bởi cô biết những gã trai làng bản chất gia trường là thế nào còn kẻ trí thức đeo kính trắng trước mặt sự gia trường còn khủng khiếp hơn thế không quan tâm đến sự tiếc rẻ của mấy cô bạn, hoàn bỏ qua anh bác sĩ để tiếp xúc với người thứ hai. Anh chàng làm cán bộ ở một cơ quan nhà nước có tiếng, bản thân hay được ra nước ngoài công tác, nên sớm có tư tưởng văn minh. Tuy nhiên, nói chuyện được một buổi, Hoàn nhận thấy anh chàng không cần người yêu hay một người vợ hiền. Anh ta cần một người hầu, không phải trả lương thì đúng hơn. Căn nhà bốn tầng, xây ngay ở mạng Tây Hồ. Không bước chân đến, nhưng hoàn biết chắc nó như cái lồng son để nhốt cô gái trẻ nào ham giàu sang phú quý ngồi bên đống tài liệu hoàn nhớ lại cuộc gặp gỡ thứ ba của cô lần này cô gặp anh chàng kỹ sư công tác tại nhà máy lắp ráp vô tuyến một nghề cho thu nhập cao hiện nay chỉ cần nói công nhân của nhà máy đó nó làm cho nhiều người mơ ước sau một hồi say sưa kể về ước mơ cũng như chức quản đốc ở trong tầm tay anh chàng kỹ sư hỏi hoàn mới ra trường việc làm có ổn định không thu nhập có đủ sống hay vẫn xin trợ giúp từ gia đình trong câu chuyện chàng kỹ sư bóng gió về việc có thể xin cho hoàn về làm ở công ty của anh ta đương nhiên đổi lại không chỉ là mối quen biết thông thường kết thúc buổi tìm hiểu nhau hoàn nhắc mấy cô bạn gái tao nể chúng mày nên rất tốn thời gian vào việc vô bổ sau này cấm đứa nào bày trò giới thiệu dẹp hết cho tao nhờ. Làm xong công việc, lúc ngẩng đầu lên đã gần 8 giờ tối. Hoàn vội cho tài liệu vào ngăn kéo rồi khóa lại. Cô không quên sao lưu một bản ra đĩa mềm phòng khi máy tính gặp sự cố hay mất điện. Uống vội ngụm nước, Hoàn nhanh chóng rời công ty. Nhiều lúc cô tự hứa sẽ làm việc ít thôi, nhưng do công việc đang vào guồng nên nó cuốn đi hoan hiểu rõ mỗi hợp đồng không giao hàng đúng hạn việc phạt tiền là chuyện nhỏ quan trọng là mất uy tín sẽ mất những đơn hàng tiếp theo làm kinh doanh không có chỗ để bay bổng mọi việc phải chính xác đúng hẹn và không trình bày nhiều ngồi trên con xe dream mới mua hoàn bắt đầu hòa vào dòng người đang ngược xuôi trên đường không ít những ánh mắt của các chàng trai nhìn cô đầy si mê sau một ngày làm việc mệt nhọc, giờ này cô mong về nhà để nghỉ ngơi cho đỡ mệt. Ở Hà Nội, những người có tiền cưỡi trên con xe Dream là việc bình thường. Dù không hiếm như mấy năm trước, nhưng nó vẫn là một gia tài đối với nhiều người. Bản thân Hoàn đắn đo khi mua xe Dream trong khi con xe Honda Cub 81 vẫn còn chạy tốt, cô muốn dành tiền để sau này có thể mua một căn hộ nhỏ, như vậy không phải chịu cảnh đi thuê nhà tuy nhiên sau vài lần đi gặp gỡ và làm việc cùng đối tác hoàn quyết định mua xe trước như vậy cô sẽ có động lực để phấn đấu mua nhà tháng trước nhìn thấy hoàn đi con xe dream mới tinh còn chưa lắp biển số về thăm nhà mọi người đã trầm trồ thán phục bởi ở làng dù nhiều xe máy nhưng chỉ có ông chủ tịch xã đương nhiệm tậu con xe dream mới tinh nhưng xe của ông chủ tịch thường dựng làm cảnh trong nhà rồi phủ tấm vỏ chăn do ít sử dụng hôm cưỡi con dream về làng cụ giáo thìn đứng ngắm con xe của hoàn rồi phán một câu xe đẹp hơn người phi con xe dream vào trong sân hoàn cẩn thận khép cổng là lối đi chung của mấy hộ gia đình cô dắt xe về cửa nhà rồi chĩa đèn pha để mở cửa kể từ ngày mua được con xe giấc mơ của bao người hoàn truyền xuống ở dưới tầng 1 để tiện dắt xe vào trong nhà. Bởi chỗ cô hay gửi con xe cúp 81 dạo trước quá chật trội và không đảm bảo. Hoàn không muốn xe của mình thành miếng mồi ngon cho kẻ trộm. Chưa kịp mở khóa cửa, Hoàn giật mình khi thấy một người phụ nữ đội nón mê đang ngủ gà ngủ gật ngay trước cửa. Ánh đèn pha xe máy khiến người phụ nữ chói mắt. Hoàn vội tắt máy, chạy lại hỏi sao u không báo trước để con về sớm lúc đã vào trong nhà bà bồng nói với con gái làm gì về muộn thế con suốt ngày đi từ sáng đến tối khéo lại ế thì khổ bực mình về câu nói của u hoàn gắt ngay ế được thì đã tốt u kể con xem có mấy người ở trong làng dám vỗ ngực nói mình hạnh phúc đi làm cả ngày nên hoàn thấm mệt cô biết mỗi lần u của mình xuất hiện đột ngột thường không có việc gì vui vẻ nếu không muốn nói là thảm họa đặt túi thức ăn chế biến sẵn lên mặt bàn hoàn nói luôn bây giờ con phải đi tắm cho tỉnh táo đã u muốn nói gì đợi lúc con tắm xong biết tính con gái bởi vậy khi hai người ngồi ăn tối cùng nhau ba bồng không vội nói chuyện bà sợ con gái bực đâm hóa dở đợi con gái đang gọt táo ăn tráng miệng. Bà bồng thông báo. Còn hạnh lại có chừa rồi. Chỉ một câu nói của U khiến hoàn gọt táo nhưng lợi dao chạm ngay vào ngón tay. Nhìn máu chảy, cô khẽ nhăn mặt. Mở tủ, lấy bông y tế ấn vào để cầm máu. Hoàn khẽ nói, ăn lắm quen miệng, chừa nhiều quen dạ. Thôi, lần này con không tham gia chuyện của nó vì quá phức tạp trái với thái độ của hoàn bà bồng vui vẻ nói nhưng lần này chưa là cưới nên con yên tâm kể ra con là chị cả phải cưới trước có như vậy mới đúng cái câu con đầu cháu sớm nhưng em nó chừa rồi vì thế không đợi được hoàn nghe xong có vẻ dịu lại Cô hỏi thăm Thế nó yêu và lấy ai? U có biết nhà người ta không? Ba bồng buồn rầu nói Kể ra cũng là người làng Nhưng ngày nay vướng ở chỗ thầy con chưa chịu Thằng đó là cháu đích tôn của ông Sỉu lò rèn trong làng Xét vài vế thì thầy con là trường tộc họ vương Nếu thông ra với ông Sỉu là trường tộc họ Trần sẽ đẹp cả đôi đường Nhưng vì con Hạnh có thai với thằng Mạnh Cháu nội ông ý Như vậy thầy con sẽ thông gia với con trai của ông Sửu Vướng là chỗ đó Hoàn đưa miếng táo cho U Rồi giải thích Con biết thằng Mạnh rồi Ngày bé nó hay chăn vịt cùng con Hạnh nhà mình Hai đứa nó bằng tuổi nhau Thôi lấy cho xong Hoàn nhấn mạnh thầy con nghĩ nhiều làm gì, chúng nó sống với nhau cả đời, thông ra nếu không hợp thì ít đi lại, trò đỡ phiền. bà bổng nói nhỏ, chính vì thế, u muốn con bớt thời gian về khuyên giải ông ý, ngộ nhỡ nhà kia nó lại thay đổi, có phải đẹp mặt không? hiện nay con hạnh chỉ biết khóc tấm tức, nó dọa tự tử nếu không tổ chức đám cưới, u dối quá nên phải nhờ con lần này. Để con gái đỡ phiền lòng Ba bồng lại khoe Này Thằng co nhà cô mạng Đã có người đến nhận cha con Vậy là mấy năm nay Dân làng Rồi kể cả u nghĩ oan cho ông ý Thôi Thế cũng mừng cho hai mẹ con cô mạng. Mừng cả cho u Đỡ phải lo nghĩ nhiều Hơn 9 giờ một chút Nhưng hoàn buồn ngủ díp mắt Cô mệt mỏi Nhưng cố hứa Thôi, sáng mai con đến công ty họp, sau đó sẽ quay về đón U. Khoảng tầm chiều, con và U có mặt ở nhà để giải quyết việc đó. Hoàn thở dài. Nhà có việc đại hì phải vui chứ, thầy khó tính quá. Rồi hai chị em lại thành ba cô tổ. Bà Bổng chưa kịp hỏi chuyện con gái, quay ra đã thấy Hoàn ôm gối, ngủ một cách ngon lành. Buổi chiều nhập nhọa, quán nước của thà vẫn đông khách bởi tầm đó vừa hết một ngày lao động. Nhiều người chưa muốn về nhà, họ ngồi uống chén nước trà, bắn điếu thuốc lào trước khi rời đi. Ở đâu đó trong thành phố, nhiều gia đình ngồi đợi bên mâm cơm, trong khi ông chủ hộ con mài uống bia hoặc chuyện trò bên chén trà nguội. Mặc dù biết người đi không bực bằng người trực nồi cơm, nhưng thói quen thường không dễ bỏ là vậy. Kể từ ngày gom tiền mua con xe Honda Cup 78 cho chồng làm phương tiện kiếm ăn, thà không phải đạp xe từ nhà đến ấp Thái Hà. Đầu giờ sáng, khi ra khỏi nhà, chồng cố tiện đường chờ đi luôn. Khi đèn đường bắt đầu chiếu sáng, chồng cô quay về phụ vợ một tay dọn hàng, sau đó hai vợ chồng đưa nhau về. Nhiều hôm không muốn bà gì cô quạnh, thà đi chợ làm cơm rồi nói chồng ngồi lại ăn tối hai vợ chồng cô ngồi chơi đến khuya rồi về đi ngủ hễ thấy gì không được khỏe thà chủ động ngủ qua đêm chăm sóc những lúc như vậy chồng cô rất vui vẻ thoải mái bởi sự cảm thông giúp hai vợ chồng chưa một lần to tiếng đợi vợ dọn dẹp xong gã tư phèn nổ máy con xe honda cúp đưa vợ về nhà so với những ngày gò lưng đạp xích lô chạy xe ôm vừa nhàn lại vừa có thu nhập cao hơn hẳn ngồi ôm chồng thà vui mừng thông báo cụ thiện nói tết này sẽ về hà nội chắc học xong giờ là lúc bắt đầu kiếm tiền được rồi từ phèn cười sằng sặc gã nói với vợ <laughs> có lẽ vài năm nữa vợ chồng mình thành ông bà nội thật nhỉ cụ cậu im ỉm khéo đụng một cái là làm con nhà người ta chừa ánh bụng lên không biết chừng mấy thằng nói nhiều như anh lại dở đập vào lưng chồng, tha gắt. Người đâu, gần 50 tuổi vẫn không ăn nói nghiêm chỉnh nổi một câu. Từ phèn vòng tay, véo đùi vợ, rồi khoái chí nói. Mới 47 tuổi, nên con trẻ chán. Còn hơn về già đến tầm sáng, lại nằm im như chết rồi. Biết chồng, đã nhắc đến thói quen sinh hoạt vợ chồng, tha bật cười, nhưng không buồn phản bác sau lần đưa chồng về nhà rồi ra mộ thắp hương cho cha mẹ, tâm trạng của Thà vui vẻ hơn rất nhiều, bởi nỗi nhục hơn chục năm đè nặng tâm can hiện giờ được giải tỏa trong lòng. Hôm đó, nhìn lão Doãn bị đập một trận tơi tả khiến Thà bất ngờ, bởi nhiều lần cô mong kẻ thù khốn kiếp nhất của đời mình phải rụng vài chiếc răng cửa. Không ngờ chồng cô phang chiếc đũa cầy, nên ước muốn của cô đã thành hiện thực. Nhìn mấy chiếc răng rơi xuống đất, chính thà vội đưa tay ngăn chồng lại cô sợ trong men say của đánh đấm ngộ nhỡ chồng cô quá tay thành án mạng ăn tối xong nhìn đồng hồ chợt nhớ ra cuộc hẹn phải đón khách từ phèn dắt xe ra khỏi nhà gã dặn vợ em khóa chặt cửa lúc nào về anh sẽ tự mở chở thêm mối khách này anh về luôn buổi tối trời mát mẻ con xe cúp 78 lướt nhanh hết phố Nguyễn Lương Bằng, qua ngã 6 ô chợ dừa, từ phèn vào số vít ga cho xe chạy sang phố Khâm Thiên. Nhìn dòng người dồn lại ở ngã tư Lê Duẩn Khâm Thiên, gã phanh xe, dừng chờ đoàn tàu hỏa Bắc Nam rời ga. Đợi khi người gác chắn mở barrier, tư phèn len lỏi qua đám đông nhằm hướng hồ Hà Lê thẳng tiến. Gã biết không còn sớm nên phải tranh thủ không muộn giờ chạy xe máy chưa lâu nhưng tư phèn được mệnh danh là tay lái lụa bởi gã phóng nhanh luồn lách giữa dòng xe cộ ở những con phố chật hẹp đôi khi không phải chờ khách ở phía sau là bao tải hàng nặng và kềnh càng những lúc như vậy tư phèn cầm lái một tay còn tay kia thì vòng ra phía sau giữ bao tải hàng cho thăng bằng nghe tiếng còi xe inh ỏi mụ ba hường gần đầu lên nhìn tư phèn sau đó mụ mắng thằng em cùng mẹ khác cha Cậu hẹn chờ khách Mà ôm con vợ già đến giờ này mới mò tới Còn Phượng nó vừa bắt xe khác đi cho kịp hẹn rồi Ăn chưa tiêu cơm Phải phi xe thục mạng đến hồ Hale, Le Bỗng dưng lỡ việc Do chậm có vài phút Tự dưng tư phèn phát khủng Gã chửi ngay Tiền sư con bớt bẩn Dám hẹn đều Khiến bố mất 10.000 tiền xăng Lần sau tao gặp Kiều gì cũng cho ăn mấy cái dép vào mặt một băng hưởng ngọt nhạt Thôi Cậu cáu làm gì cho mệt Đã mất công đến đây Hay ngồi uống chén nước Chút xem con danh nào cần Tự khắc chúng nó réo Không lạ gì Bọn gái ăn xương ở chỗ này Vốn biết đứa nào ở đây Cũng đều có xe đạp để tới điểm hẹn quanh đây Thậm chí nếu khách ít tiền Bọn này sẽ đưa khách vào trong công viên Sau đó dựa ngay gốc cây xà cừ để chinh chiến Gã từ phèn phi xe máy xuống đường rồi nhắc mụ ba Hường Lần sau Mấy việc chuyên trở như thế này Ba có gọi tôi cũng xin lại cả nón Chờ mấy con bớt Khéo xe máy bị dính si đa Mụ ba Hường được dịp réo rắc Tổ sư Đói giã học Chị mày kiếm mối khách cho trở con sĩ diện hảo Giỏi Về ôm con vợ già xem được mấy hồi Từ phèn ngoái lại hét to Kệ mẹ tôi hoàn tắm xong đã thấy đĩa bánh cuốn nóng bầy sẵn trên bàn cô ăn nhanh để kịp buổi họp đầu giờ sáng ba bồng thấy vậy nhắc con gái Còn ăn kèm thêm mấy miếng trà quế nữa con gái lúc nào cũng tất bật không tốt ăn nhanh rồi đi xe máy dễ đau dạ dày hoàn thoa nhẹ chút son rồi căn dặn ở nhà bật vô tuyến xem cho nó đỡ buồn nếu không thích thì đã có băng cải lương bên cầu dệt lụa Đúng và u mê như điếu đổ nhá Nghe hết băng cassette là tới lúc con về đón u Nhìn con gái ăn mặc thời trang Cưỡi trên con xe máy bằng cả một gia tài Bà bồng nhắc ngay Sao không chọn cái váy nào dài hơn Váy gì mà ngắn như quần short của đàn ông vậy Hoàn đề nổ xe máy Rồi tình bơ trả lời Đàn ông, nhiều người tranh mặc váy hết rồi. U bận tâm làm gì cho nhanh ra. Bước vào phòng làm việc, người nhân viên dưới quyền hốt hoảng chạy lại thông báo. Mấy tệp tin quan trọng biến mất khỏi máy tính rồi. Em tìm cá trong thùng rác lẫn các chỗ đều không thấy. Sắp đến giờ họp, lại xảy ra chuyện. Hoàn mở các thư mục do cô tự tạo và lưu tài liệu. Tất cả đều trống không. Cô biết nếu gọi được nhân viên IT đến tìm và phục hồi dữ liệu, chắc không kịp giờ họp. Họ đến nhanh, vẫn không chắc là khôi phục được. Đưa mắt nhìn về phía mụ trường phòng, vốn là sếp cũ của mình. Hiện nay, dù cô đảm nhiệm vị trí trường phòng kinh doanh, nên mụ đó phụ trách khâu kiểm hóa. Hoàn biết, mụ này là tình nghi số một, nên cô nói. Thôi, chủ quan nên bị chó đớp mất rồi. May chỉ cảnh giác lưu ra đĩa mềm Nếu không hôm nay chó ngừa cổ sủa hóng theo ánh trăng Đưa cho người nhân viên chiếc đĩa mềm Sau chừng 10 phút Những tập tài liệu được in ra đầy đủ Trước khi bước vào phòng họp Hoàn dặn mấy người nhân viên Từ bây giờ Mọi người làm gì đều phải sao lưu dữ liệu Ngồi làm việc Tuyệt đối không cho ai lảng vảng quanh đây Đợi tôi xin giám đốc cho chuyển sang phòng riêng Chiều hôm đó, trên đường về làng, Hoàn được u của cô kể cho nghe việc lão doãn bị chồng cô thà đập cho rụng mất bốn chiếc răng cửa. Hoàn phấn khởi nói, đã không đánh thì thôi, đánh như vậy biết đúng là bỏ công thật. Con xe Dream mới kính con dừng lại trước quán phở nhanh. Nhìn trước cửa nhà cô mạn có căng bạt, Hoàn nheo mắt hỏi thầy của mình, ớ, Thế cuối cùng mấy thằng cu đều có người đến nhận cha con cùng huyết thống Vậy là thầy oan thị kính suốt mấy năm qua nhỉ? Ông nhanh bực mình nói Vẽ chuyện Thiên hạ rỗi hơi Thích nói gì chả được Hôm nay về nhà Chắc để nói chuyện với con Hạnh đấy phải không Hoàng đưa ông nhanh mấy bao thuốc lá ba số Đây là quà cô mua từ lần đi công tác Sài Gòn Bây giờ mới có dịp mang về đợi khi trong quán còn hai cha con lúc này hoàn nhẹ nhàng phân tích con hạnh nhà mình có người chịu rước là tốt lắm rồi chẳng lẽ thầy không biết con phải tốn công giải quyết hậu quả lần trước hay sao thông ra với chú kìm con trai ông sỉu có làm sao đâu nếu thầy không chấp thuận khéo vừa mất tình là nghĩa xóm lại còn mất luôn cả con không để thầy mình kịp suy nghĩ hoàn nói ngay cái hạnh chửa thì phải đẻ chúng nó cưới nhau sớm rồi thầy và u có cháu bế không nhẽ họ vương nhà mình lại có thêm bà thiền thứ hai nhưng tính con hạnh con kém xa bà thiền thôi thầy lo cho nó yên bề ra thất đi trước khi vào ngôi nhà trong làng để gặp vương hạnh lúc ngồi trên xe máy vương hoàn nói với giọng quả quyết thầy không chịu đứng ra tổ chức con sẽ huy động đoàn thanh niên làm chủ hôn lúc đó lại đẹp mặt họ vương ơ ờ, mày còn dám dọa cả thầy quần chắc nếp tiếng ông nhanh quát theo cô con gái đang chạy xe máy vào trong làng tranh thủ về qua nhà có một tối nhưng hoàn đã thuyết phục được thầy của mình chịu ngồi xuống đón tiếp nhà trai và bàn chuyện hôn lễ dù muốn hay không đám cưới này phải diễn ra nếu không nhà họ vương mất nhiều hơn được chưa kể tai tiếng, sẽ loang ra khắp làng Với nhà thông gia tương lai, Dù chưa có dịp nói chuyện, Nhưng ông nhanh nắm rõ lý lịch ở bên đó. Ở làng này, họ trần theo người rèn tính ra được năm đời. Ông Sỉu là vị trường tộc, Bởi thế ba người con trai được đặt tên đúng với nghiệp tổ phụ, Gồm Kìm, Đe, Búa. Như vậy Vương Hạnh sẽ về làm dâu, Nhà tay Trần Kìm, người con trường của ông Sỉu. Xét về tuổi đời của vị thông gia tương lai với ông Nhanh, tay Trần Kim năm nay 41 tuổi. Do ngày xưa, 21 tuổi Trần Kim đã lấy vợ rồi sinh ra cu Mạnh. Bây giờ, con hơn cha khi Mạnh tròn 20 tuổi lại sắp được làm bố. Điều khiến ông Nhanh ấm ức nhưng không tiện nói ra bởi ông sợ hết vợ lại đến con gái nói mình so đo tính toán. Do ông xỉu hơn ông có vài tuổi tự nhiên lại được ngồi tót kèo trên. Không những thế sau này, đứa cháu ngoại của ông sẽ gọi ông sỉu là cụ. Dù thi gan mặc kệ, nhưng rốt cuộc, ông nhanh đành chấp nhận lùi một bước, bởi bom nổ trọng trong nhà ông đã bị kích hoạt gần 3 tháng. Rời không chịu đất, thì đất chịu rời. Thôi, đành như lời bà vợ ông thẽ thọt. Con dài cái mang chẳng nhẽ mình ngoảnh mặt không giúp con chuyện trăm năm không thể không có đủ song thân cùng họ hàng nội tộc ở làng này có lẽ một người không thích đám cưới con bé vương hạnh đó là bà thìn bán nước bởi mấy năm trước bà từng vén quần tới tận bẹn chửi nhau tưng bừng với ba người con dâu ông sỉu trong đó có bà thông ra tương lai nhà ông nhanh dù sao việc quan hệ chằng chéo ở trong làng là việc hết sức bình thường nhiều khi muốn làm gì đều ngại ra động vào trạng do vướng các mối quan hệ nhưng ông nhanh cảm thấy một điều an ủi nếu họ vương kết tình thông gia cùng họ trần như vậy tự dưng họ phạm sẽ bị lép vế hơn rất nhiều còn lão doãn chắc xui bọn mép vì ấm ức tranh thủ ăn bữa cơm tối cùng gia đình nhìn đồng hồ gần 9 giờ tối nên hoàn xin phép quay về hà nội ngay bởi sáng mai cô có cuộc họp quan trọng và đi thăm các làng nghề trước khi ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm không yên tâm vì sợ thầy u hay ngả nghiêng thay đổi hoàn dặn kỹ thầy và u đừng thách cao giao bầu rồi sau em con về làm dâu lại khổ nhà mình cùng nhà chú kìm đều người làng với nhau thôi tùy họ đi lễ bao nhiêu đều chấp nhận nếu thiếu con sẽ bù Nhìn theo bóng con gái cưỡi xe dream khuất sau rặng nhãn, bà bồng chép miệng. Đúng là một người lo, bằng kho người làm. Chưa đến 5 giờ sáng, nhưng Hoàn tranh thủ tắm gội để tới công ty sớm. Sáng nay cô họp xong rồi đi công tác luôn. Bởi thế, việc mụ trường phòng cũ chơi xấu hôm trước, cô tạm gác lại chưa xử lý. Do nhiều việc cần giải quyết hơn Tuy nhiên, rút kinh nghiệm từ mối oán thù dai dẳng giữa thầy của mình cùng nhà doãn hợi. Đã từ lâu, hoàn xác định rõ, nếu muốn yên tâm làm việc, cô phải một đập an quan nhằm không cho kẻ ngáng đường cô thêm một cơ hội nữa. Sau buổi họp, Giám đốc Thuận phân công hoàn đưa đoàn chuyên gia của đối tác nước ngoài đi thăm mấy làng nghề truyền thống. Sau đó, cả đoàn ghé xưởng sản xuất của công ty luôn. Mặc dù tiền thân chỉ là một hợp tác xã mây tre đan với những mặt hàng đơn giản, hàng hóa không cần tìm thị trường vì đã có kế hoạch sản xuất từ trên đưa xuống. Hồi trước, thị trường xuất khẩu chủ yếu ở Liên Xô cũ và các nước xã hội chủ nghĩa tại Đông Âu. Sau năm 1991, những đơn hàng vắng bóng dần, hợp tác xã đứng trước nguy cơ dài thề vì không có việc làm cho bà con xã viên. Người ta nói, thời thế tạo anh hùng, giám đốc hiện nay của công ty là người có nhiều năm sống ở nước ngoài bởi thế ông thâu tóm hợp tác xã rồi lập thành công ty dưới mô hình công tư liên doanh khi tiến hành chuyển đổi cơ chế công ty đã định hướng tới những thị trường khó tính hơn ở tây âu nhờ vậy công ty bắt đầu có những đơn hàng dù số lượng chưa lớn nhưng nó khẳng định hướng đi và tầm nhìn của lãnh đạo nếu không có những năm tháng va chạm với các đối tác nước ngoài của giám đốc một cô sinh viên như hoàn đâu dễ gì ngồi được vào chiếc ghế trường phòng kinh doanh bởi nhiều nơi vẫn dùng người dựa vào thâm niên công tác nói theo ngôn ngữ dân gian là sống lâu lên lão là quyết đoán táo bạo là vậy nhưng vị giám đốc không nhìn nhầm người hoàn nhanh nhẹn năng động lại sử dụng thành thạo hai ngoại ngữ đó là vốn quý của công ty không dễ gì kiếm được Gặp được môi trường thuận lợi, trường phòng kinh doanh như cá gặp nước bởi cô được toàn quyền quyết định và chịu trách nhiệm về việc đó. Trước khi bước vào con xe 9 chỗ để ghé qua khách sạn đón đối tác, Hoàn đưa một chiếc đĩa mềm cho cô bé nhân viên dưới quyền. Ở ngoài vò mica đựng đĩa, cô ghi chữ bằng bút dạ. Dự án phát triển kinh doanh đến năm 2000. Hoàn dặn nhân viên, em hãy đặt chiếc đĩa mềm ở ngay bàn phím máy tính của chị chút nữa dù bạn bè đi ăn bún chả sớm nửa tiếng nhớ để nguyên đĩa mềm ở đó không được cắt vào ngăn kéo dù không hiểu rõ ý của trường phòng nhưng được nghỉ sớm khiến cô bé nhân viên vui mừng bởi cô thích những buổi trưa tràn ngập nắng và gió của mùa thu hà nội ngồi trong xe ô tô hoàn ngước nhìn cửa sổ trên tầng hai rồi khẽ mỉm cười một cách bí hiểm dù bận rộn nhưng hôm nay cô dùng chiêu rải thính rắc bả nhằm tóm sống con mụ trường phòng cũ. Từ hồi bé, Hoàn đã nổi danh với tài đánh bà chó, vì thế mụ trường phòng cũ trong mắt cô khác nào một con chó béo chạy rông quanh làng. Cô biết nếu hôm trước không kịp sao lưu file dự phòng ra đĩa mềm, có thể cô sẽ bị công ty sa thải. Dù ấm ức vì bị chơi xấu, nhưng không muốn quá mất thời gian vào việc đối đầu, hôm nay hoàn tung chiêu độc. Điều quan trọng là trưa nay về công ty, cô sẽ cho mụ đó vào nồi rượu mận bởi chiếc đế mềm của Hoàn chứa toàn virus, khiến máy tính sẽ bị treo ngay tức khắc. Với một kẻ trình độ dạng ABC do vừa xóa mù tin học, Hoàn tin chắc mụ đó sập bẫy còn nhanh hơn đàn chó dính bà ở làng. Không vướng bận con cái, vợ chồng thà dạo này chịu khó dọn hàng từ sớm bởi giờ này nhiều khách đi tập thể dục ghé qua quán ngồi uống chén trà nóng buổi sáng và buôn chuyện cùng nhau. Tranh thủ lúc dọn hàng cho vợ xong, tư phèn mua nắm xôi để hai vợ chồng ăn chung. Đợi lúc quán nước bắt đầu có khách, gã phi xe ra bến xe kim liên bắt khách như mọi ngày. Từ ngày chạy xe ôm, tư phèn không còn cởi trần, áo vắt vai như trước. Gã mua mấy bộ quần áo kaki mặc cho bền và tiện lợi. Hai vợ chồng phơi mặt ngoài đường đến lúc trời tối mịt, lúc về đến nhà tắm giặt xong xuôi, ngồi qua vô tuyến cùng nhau. Buồn nhất có lẽ là con chó nuôi ở trên sân thượng, bởi thế nghe tiếng xe máy của ông bà chủ từ xa, nó đã sủa ầm ĩ thay lời chào đón. Do bán hàng một thời gian ở khu này, vì thế mọi hoàn cảnh khác nhau, thà đều nắm rõ, thậm chí có còn rành hơn cả bà tổ trưởng dân phố ông sinh chạy xong cuốc xe buổi sớm liền gọi chén trà nóng cho tình người tiết trời cuối thu đầu đông nên chén trà khiến mọi người như được tiếp thêm năng lượng chỉ những kẻ bê tha mới khề khà chén rượu ở nơi thả bán nước với nhiều kẻ như vậy cô thường đuổi khéo bằng cách từ chối không bán rượu ông sinh vốn là khách trọ gian phòng bỏ không kể từ ngày mẹ con thả dọn về khu xóm liều giờ đây dì thơm ngăn vách rồi mở lối đi riêng cho khách thuê có như vậy mỗi tháng bà có thêm khoản thu nhập để mua thuốc men và chi phí sinh hoạt bình thường ông sinh hay ngồi ké hút thuốc lào vặt nhằm tiết kiệm mọi chi phí sáng nào ông cũng pha sẵn một chai nước vối mang theo vào xe để uống khi khác vốn tính hay thương người nên thạt thông cảm với cành nghèo của ông sinh cô biết Ông và những người sống ở xóm liều hầu hết đều là dân lao động thời vụ hoặc những người có hoàn cảnh không mấy dư giả. Chính vì thế, nhiều khi thà không lấy tiền nước. Dù sao, chồng cô hiện giờ đang chạy xe, khác nào người đàn ông này. Những người thuộc giới cần lao hay có sự cảm thông với nhau bởi họ gắn bó với cái nghèo quá lâu nên thấu hiểu. Hắt chén nước, khách uống dở ra phía trước mặt, thà chép miệng chưa làm được cái gì lại sắp đến hết năm nói vậy nhưng thà mong ngóng những ngày cận tết bởi khi đó con trai sẽ trở về sau khi học nghề trong sài gòn dù không mấy khi nói ra nhưng cô nhớ con trai đến cồn cào gan ruột đúng là ai nuôi con mới thấu hiểu lòng cha mẹ sáng sớm đi bộ theo lời khuyên của các bác sĩ khi về đến đầu ngõ theo thói quen, bà Thơm ngồi xuống chiếc ghế ở quán nước để nghỉ chân. Kể từ ngày bàn giao quán cho cháu gái tiếp quản, bà thấy khỏe hơn trước rất nhiều. Bởi lúc nào rảnh, bà bật vô tuyến rồi chọn băng cải lương, nhét vào đầu video 6V3 để xem. Ăn trưa xong, bà ngủ một giấc hoặc làm gì tùy thích. Giờ đây, không còn cảnh ngồi muốn gãy cả lưng từ sáng đến tối cho mệt. Chưa kể rất ngủ trưa luôn chập chờn không trọn vẹn thà rót chén nước mời dì thơm cô mừng khi thấy người dì của mình sức khỏe đã cải thiện hơn trước rất nhiều vừa thấy vắng khách nên bà thơm tâm sự dì đang tính sẽ dồn tiền kiếm suất đất ở quê nếu không sợ sau này khó mua vừa nghe bà thơm nói mua đất ông sinh trợn mắt vì cho rằng ngày xưa thu nhập từ bán nước chắc kiếm được nên bây giờ bà mua thêm đất. Để tránh hiểu lầm nghề của mình, tha vội giải thích. Dì cô muốn mua suất đất ở nghĩa trang của làng. Ngộ nhỡ sau này nhắm mắt xuôi tay, còn có chỗ yên nghỉ tại quê hương bàn quán. Ông sinh nhân lúc rảnh, cũng góp chuyện. Dù chạy xe ôm ngoài Hà Nội để nuôi con ăn học, nhưng ông hy vọng vài năm nữa sẽ về quê, an hưởng tuổi già, bởi Hà Nội quá chật trội, lại ồn ào, không hợp với ông. Thả nghĩ đến cảnh chồng mình hàng ngày phơi mặt ra đường chờ khách. Cô thầm tính, sau này khi tuổi già đến, vợ chồng cô quay về làng, sửa lại ngôi nhà cũ nát, rồi trồng rau, nuôi gà, như vậy không phiền đến ai. Ngồi nói chuyện, nhưng thà vẫn luôn tay phục vụ khách vào uống nước thật lòng cô có nỗi lo riêng của mình không biết thổ lộ cùng ai cuối năm nay con trai học nghề xong sẽ quay về nhưng muốn tự đứng ra làm riêng phải tốn một khoản tiền sau này thiện còn lập gia đình lúc đó cô bận chăm cháu tính ra đâu có phút giây an nhàn như mọi người đang đi kiểm tra công tác đăng ký tạm trú trên địa bàn bà tổ trưởng dân phố cũng ngồi lại góp vui bà hào hứng kể chuyện mấy hộ ở phía bên trong chán cảnh sống chật trội họ đang rục rịch muốn mua nhà ở xa một chút nhưng đỡ khói bụi ồn ào bà thơm nhắc cháu gái sau cần tiền chớ bán nhà ở quê rồi biết đâu lúc muốn quay về lại khó tối hôm đó Ăn tối ở nhà dì ruột xong, trên đường về thả nhắc khéo chồng. "Khéo sau này vợ chồng mình về quê em sống cho thanh thản, đỡ cảnh bon chen." Còn xe máy đang chạy bon bon, tự nhiên đi chậm lại. Từ phèn thản nhiên nói: "Quê em hiền hòa đến mức nhiều người chuyên rình để hại nhau, nói đâu xa, ngay như mẹ con em đó." thằng cu thiện con đỏ hòn đã được ngồi trên xe cải tiến cùng mẹ đi rong khắp làng bây giờ nói về già sống ở đó thanh thản được anh đến chịu em lâu rồi làng văn xá mới có sự kiện đặc biệt có một không hai việc thằng cò được nhận tổ quy tông khiến người người bất ngờ đến mức ngã ngửa mặc dù dân làng từ lâu đồn đoán thằng bé là con rơi của ông nhanh bởi thế nó thuộc họ vương nhưng hóa ra nó là con riêng của ông sỉu lò rèn như vậy nó mang họ trần lúc tìm ra được cái tổ con chuồn chuồn ngay lập tức làng trên xóm dưới được phen bàn tán ầm ĩ mọi người có nằm mơ cũng không thể ngờ đến tình huống này mụ hợi là người choáng váng nhất bởi hồi đó mất chó nên mụ đã vén quần chửi nhau với ba người con dâu nhà ông Sửu. Lúc điều chồng về gặp gỡ, mụ tạm lánh mặt cho mọi người đỡ khó xử. Lão Doãn vốn cậy quyền huynh thế phụ, định không cho cháu mình về nhà họ Trần để bái lại gia tiên bên đó. Tuy nhiên, lão và ông Sửu vốn chỗ làm ăn khi xưa, nên còn chút giao tình. Buổi nói chuyện hôm đó thống nhất được những điều quan trọng nhất. Đổi lại, ông Sửu chấp thuận có trách nhiệm chu cấp cho thằng cò đến khi nó trưởng thành. Để ra như vậy cho oai, nhưng lão Doãn thừa biết, khi đã trường mặt ra nhận con, ông Sửu đương nhiên sẽ dành cho thằng cò một phần thừa kế xứng đáng. Còn một điều đặc biệt khiến lão quyết định dựng rạp làm hớt chục mâm cỗ mời đám con cháu họ Phạm cùng một số người làng. Bởi nếu thằng cháu của lão là con ông Sửu, như vậy xét về vai vế, nó là chú chồng của con bé Vương Hạnh. Nghĩ đến việc thằng cò là em ruột của thông gia với lão nhanh Lúc đó lão sẽ đứng trên thằng chăn lợn một bậc Không hiểu sao Lão Doãn tin chắc một điều Lúc này kẻ thù truyền kiếp của mình còn đau hơn cả hoạn lợn Mối tình của cô mạn với ông Triều được giấu kín Khiến không ai hổ nghi Một người quá vợ đã lâu Còn một người được tòa xử ly hôn Xét về cả tình, lẫn lý, họ không làm điều gì sai trái. Nhưng họ cùng nhau giữ im lặng bấy lâu. Điều đó quả là kỳ tích. Khi trong làng luôn có hàng chục cái loa mồm cùng những con mắt soi mói. Xét về mối tình của ông Rìu và cô Mạn, nó tương tự như mối tình đi vào sử sách mồm của làng. Đó là việc cụ giáo thìn đẹp duyên cùng cô giáo thắm khi đã ở tuổi thất thập cổ lai hy. Tuy nhiên, Việc ông Sửu nhận con đúng vào thời điểm này khi họ Trần đang chuẩn bị tổ chức đám cưới cho cu mạnh khiến nhiều người bất ngờ. Có lẽ ông Sửu đã dự tính trước nếu đợi cưới cho thằng cháu Đích Tôn xong khi đó ông lên chức cụ mới đi nhận con sẽ bị dân làng chê cười nhiều hơn. Sau bữa cỗ bên nhà họ Phạm thằng cò được ông Sửu đón về nhà để thắp hương trong ngôi từ đường họ Trần. Do họ trần không theo nghiệp lò rèn, hiện nay mọi người chuyển sang vận chuyển hàng hóa đi các tỉnh. Bởi thế ông Sửu quyết định đặt tên cho cậu con trai là Trần Thành Công, với mong muốn con trai sau này thành công trong cuộc sống. Như vậy, nghi án bấy lâu đã có lời giải, thậm chí câu hỏi về số tiền cô mạng bỏ ra mua suất đất ở khu phố chợ. Giờ đây dân làng đã biết được người đứng phía sau âm thầm rót vốn. Ăn xong bữa cỗ Nhận tổ quy tông Bên họ trần trở về Cụ giáo thìn ghé quán nước Làm chén trà nóng Cụ thấy màn nhận cha con Giống y chang nội dung bộ phim Hồng Kông Vừa xem tối qua Đúng là sống ở trên đời Không gì là không thể xảy ra Rót chén trà cho khách Bà thìn không quên phân tích Ui Ở đời không ai học được chữ ngờ. Nếu cô Mạn về sống gá nghĩa với Lão Siêu, như vậy ông nhanh thông ra với tay Trần kìm. phải chịu nhiều thiệt thôi. Biết bà này vẫn muốn đời hai buôn chuyện, cô giáo thìn điềm đạm nói. Việc đó không có vấn đề gì, miễn là đôi trẻ sống hạnh phúc bên nhau là được. Bà thìn chép miệng thang. Đàn ông Rõ là sướng cả trên lẫn dưới Sướng từ lúc trẻ đến lúc vào họ Lão Sìu năm nay 65 tuổi rồi Tự nhiên lại vợ lẽ Con thêm đàng hoàng Khéo lão đó học theo cụ Sinh thêm đứa nữa không biết chừng Cụ Giáo Thìn khẽ lắc đầu ngao ngán Cụ đứng lên chống gậy Chậm rãi đi về nhà Cụ biết Việc này sẽ khiến dân làng còn bàn tán Đến những ngày cận Tết còn ba ngày nữa là đến lễ ăn hỏi con gái sau đó một tuần hai họ tổ chức đám cưới luôn do sống cùng làng nên khoản đón dâu thuận tiện không phải xe cộ tách rách nhà chú rể bên xóm bãi sang đón dâu nhưng lúc về sẽ vòng qua thôn trung bởi tục lệ đi một đường về một đường là vậy nhìn con gái mặt mũi tươi vui nên ông nhanh không muốn làm hòng không khí đó tuy nhiên lúc này ông như chết từng khúc ruột vậy. Ngồi rít thuốc lao song song, ông nhanh từng chắc mầm mình có con trai với cô thả, con trai với cô thương và cô mạng, nhưng hóa ra chật khắc. May vớt vát được thằng cu vương thiện là chính xác. Đúng là ông rời không cho ai tất cả bao giờ. Điều khiến ông cảm thấy khó chịu là việc bị cô Mạn qua mặt bởi khi hai người gặp nhau ở gần viện C trên Hà Nội. Lúc đó cô thà đã gian díu và cấn bầu với ông xỉu. Nếu không có màn nhận cha con hôm nay, chắc họ vương nhận nhầm con nhà người khác. Nghĩ đến việc cô mạng là em ruột lão doãn, ông rút ra kết luận. Người họ phạm, không đứa nào tử tế. Tinh quân phản trắc và lật lọng, cuồng phí công của ông ngóng đợi đến ngày nhận cha con. Ngước nhìn bầu trời cuối thu với ánh trăng có màu bàng bạc, ông nhanh thở dài, vì một tuần gặp nhiều chuyện không vui. Dù chấp nhận làm thông gia với con trai ông Sìu, nào ngờ ông bị một vố đau, bởi ông Sìu nhìn tầm ngầm tầm ngầm mà đấm chết tôi. Đúng là ông Sìu suốt ngày quay bể lò rèn, chẳng mấy khi rời nhà. Không hiểu anh và à đầu mày cuối mắt lúc nào để có thằng cỏ. Không những thế, ông chỉ dự phần tráng men nhưng lại nuôi hy vọng hão huyền tất cả cuối cùng như vở kịch đã hạ màn dư âm của nó khiến người trong cuộc như ông thấm một chữ đau bà bổng dọn chuồng lợn xong bước ra sân nhìn thấy ông chồng ngồi suy tư bên chiếc trống tre bà biết giờ này ông chưa ra quán phở bởi những chuyện vừa qua hiểu được tâm trạng của chồng bà ngồi xuống nhẹ nhàng nói thôi thầy nó đừng nghĩ ngợi nhiều sắp đến ngày vui của con gái rồi mình thông gia với bố mẹ thằng mạnh đâu cần quan tâm đến chuyện khác ông nhanh thở dài nói khẽ <laughs> vẫn biết là thế nhưng tôi nút không trôi nỗi nhục